Đây là khu chợ chiều. Đây là hàng cá. Vâng ạ. Kia là đường láng, rất nhiều người đi lại. Đây là khung cảnh chợ chiều. Không còn đông nữa. Toàn cá, ngan gà vịt. Ô này. Đây em ơi. Không, chị không lấy đâu. Thôi, em lấy nhiều rồi. Thôi, để hôm khác. Không, cầm đi không. Không, chị không lấy đâu. Thôi, em cũng không lấy đâu. Chị không lấy đâu, chị cười nhà không. Chị lấy nó đáng. Thôi, được rồi. Không, chị không lấy đâu. Thôi, được. Không lấy, đáng bao nhiêu lúc có tài là chị thế gì cơ. Nhưng mà em lấy cũng ngại lắm. Không có gì ngại, sao đây có chị cho. Vâng, thế xin ạ. Vâng. À, bây giờ trứng ve rất là nhiều ngay trên cây. Đây là khu để xe, nên là cũng rất là nhiều xe. Mùa hè ve kêu rất là ồn ào. Đây là ông cháu đi chơi cho mát. Đây là cây hoa sữa. Mọi nơi. Tiếng ve ồn ào. Hà Nội thì chiều thử ở con ngõ nhỏ này để một chiếc xe rác. Để người dân mang ra vứt. Và các bà hàng rác đi chữ nhật chai hoặc tấm bìa tại các xe rác này. Như bác vừa rồi, bác lấy có cái tấm bìa cứng, bác để luôn xe của chị hàng rác đó, chị ve chai, chứ bác không vứt vào thùng rác. Đấy là nhiều người người ta tốt, người ta vẫn cứ để đấy để cho các cái cô ve chai này cố lấy cho tiện. Chứ không có như nhiều người của người ta tính cạnh chọe ấy, thì người ta thường hay vứt luôn thùng rác cho cuối lại làm nhặt lại đấy, đó là người dân. Và đây cũng là người nữa, họ đi vứt rác buổi chiều tối thì mang rác ra đây đổ. Mặc dù bình thường là sẽ có cái bảng cấm kia, nhưng mà hôm nay thì thôi, chiều này có giờ nên là không việc gì hết. Còn nếu ban ngày mà không có xe rác mà vứt thì sẽ bị phạt. Đây,
tiếng ve kêu ồn ào rất là nhiều. Và bây giờ là đèn đường đang được lên, có nhiều tiếng ve. Con ngõ này là con ngõ Láng Hạ, cái ngõ này thuộc quận Đống Đa. Thì cái khu nhà ở bên trong đây là rất là đắt đó, giá nhà cũng đắt. Tuy nhiên là mức sinh hoạt hay là chợ búa ở đây cũng rẻ lắm. Đấy, các bạn vừa thấy lúc mình đi chợ ấy, cái cô hàng cá hoặc là bác hàng rau ấy, rất là tốt. Mình mua một quả chanh, cái hành thôi, khổ đây còn cho thêm ớt. Con ngõ nhỏ này ấy, nên là đất cũng chật, người ta thường xây lấn ra các cái lan can lấn ra để rộng thêm tí. Nhưng mà đường ngõ thì phần mặt tiền ở tầng 1 thì là vừa đúng khuôn. Đây, con ngõ này nhà nó cũng hơi lấm chấm tí. À, lại xem cái nhà này người ta đang giao bán. Có 2 tầng thôi. Cũ ạ. Nhà 68. Nhưng mà người ta bảo 36m là 3,1 tỷ. Cửa thì nó đã dí rách rồi. Khu nhà đây bé tí à, rất là bé. Con ngõ cũng nhỏ. Đây có cái nhà này này, hành lang người ta còn lấn ra tận đây cơ. Đấy, còn bình thường là tường đây, tường tầng 1 ở đây. Hà Nội mà xiên xẹo. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái nhà cao tầng ấy thì vẫn còn cái nhà cấp 4 blue này. Đấy, để tí à. Đây có cái nhà này có cái cổng cũng khá cổ. Đây là cái nhà bằng lợp blue thì người ta chỉ cho thuê để ở thôi, thuê sinh viên, những người đi làm thu nhập thấp, chứ còn người ta lại không có ý định xây. Thì bên cạnh đấy thì có nhà cao tầng như này cũng xây lên rất là hiện đại. Còn hôm nay là trời có trăng, mùa hè, trời trong xanh, ban ngày thì nắng nóng, còn đêm thì trăng lên rất là sớm. Bình thường có thể ngắm trăng qua con ngõ nho nhỏ như thế này. Hoặc là lên trên tầng. Mời quý vị và các bạn cùng em đi dọc con ngõ này nhé. Xem ngõ Hà Nội nó thế nào.
Đây là khu chợ. Khu chợ lá. Bây giờ người ta đã đóng cửa. Đây là có một chị đang quét lá xấu. Don't stop.